ơn tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Ngày hôm nay thì lại một tiếp tục một video nữa về một cái sản phẩm mà Thanh Tâm Audio rất là ưng ý trong những sản phẩm tại Thanh Tâm, mà cái mức độ trải nghiệm cũng như là cái khai thác được chính em sử dụng rất là nhiều. Đây là chiếc máy Sony TA-HZ1ES, một trong những dòng DAC giải mã nhạc số đến từ thương hiệu Sony. Đầu máy này thì sẽ có mức giá tầm cận cao, vì thế nên là mức giá nó cũng tương đối cho một con đầu với những cái tính năng mà em sắp sửa giới thiệu tới đây. Sony HZ1ES thì sẽ chơi nhạc cho các bác ở ổ cứng 1TB gắn bên trong máy với khả năng giải mã lên tới định dạng DSD mới nhất 11.2. Và đầu máy này thì là một trong những đầu máy sẽ kén khách thực sự, nếu mà khách hàng cần nhu cầu khai thác một chiếc máy chuẩn nhạc số thì đây là một trong những chiếc đầu DAC cực hay, tuyệt vời mà các bác nên tham khảo qua. Còn nếu mà các bác nào tìm cho mình một chiếc đầu DAC chơi nhạc nhiều nguồn vào hơn, yêu cầu những yếu tố về nguồn vào như là máy tính, TV hoặc là những nguồn phát không dây, thì các bác có thể tham khảo những mẫu của các thương hiệu khác. Tuy nhiên, để mà đọc nhạc số ở ổ cứng chuẩn đầu cuối không bị suy hao tín hiệu mà hay nhất thì Sony HZ1ES vẫn là tượng đài trong cái nhiệm vụ này. Và cái máy này thì ở Thanh Tâm Audio sẽ không bao giờ nhập nhiều về số lượng, tuy nhiên cứ hết máy này em lại nhập về, hết máy này em lại đưa về. Tại vì đây là một trong những con máy tham chiếu tại Thanh Tâm cũng rất là hay và không thể không có máy tại shop. Ngày hôm nay thì về một chiếc Sony HZ1ES gửi tới các bác, máy về hàng thùng shop đẹp xuất sắc, mức giá là 36 triệu. Máy sẽ có ổ cứng 1TB ở trong, đã cóp đầy nhạc các bác nhá. Và đây là một dòng máy của Sony dành cho thị trường Japan. Nguồn điện sẽ là 100V. Và Sony HZ1ES thì sản xuất 100% tại Malaysia các bác nhá. Em sẽ quay để các bác cùng tham khảo về hình thức của đầu máy này. Máy cực mới, đẹp, xuất sắc. Đây là thùng xốp của máy. Thùng HZ1ES thì sẽ có màu đen. Mặt trên, các bác có thể nhìn mặt trên. Mặt trên thì một con máy đẹp thì sẽ không có xước sát gì. Chắc chắn là sẽ không có xước sát gì cả. Cấn cạnh càng không. Phía sau của HZ1ES thì các bác có thể nhìn thấy đó là cái đường xuất âm của máy sẽ hỗ trợ cho chúng ta hai cái dòng xuất âm, bao gồm cổng Balun và cổng RCA, hay chúng ta hay gọi là cổng ba lăng và cổng AV. Rồi bên cạnh đây chúng ta sẽ có đường cắm mạng LAN tốc độ chuẩn 10/100/1000 gigabit. Các bác sẽ có thêm một đường cắm ổ cứng ngoài và chúng ta sẽ có một con máy sản xuất năm 2017 tại Malaysia, xuất cho thị trường Nhật. Đến thời điểm hiện tại thì chưa có một model nào được Sony tung ra thay thế cho cái phiên bản này. Tại vì là đến thời điểm hiện tại, dù mặc dù thiết bị này được Sony tung ra thị trường vào những năm 2014 các bác nhé, họ đã giới thiệu ra thị trường cái máy này và bắt đầu bán chính thức thương mại vào năm 2015. Đến năm 2021 chúng ta đã trải qua tới 6 năm, tuy nhiên Sony vẫn chưa ra cái phiên bản cao cấp hơn cho cái mẫu này. Và hiện tại thì ở thời điểm hiện tại thì em vẫn thấy đây là một trong những mẫu DAC kiêm giải mã tích hợp ổ cứng xịn nhất trong phân khúc các bác nhá. Trong phân khúc những cái sản phẩm đến từ thị trường Nhật, còn châu Âu thì em không làm đồ đó nên cũng không rõ đâu. Rồi chúng ta sẽ có một cái thiết kế của Sony HZ1ES. Kích thước dân dụng, chiều rộng sẽ là 42cm, chiều sâu sẽ là khoảng 35cm và chiều cao cả phù bì chân máy chúng ta sẽ có một cái chiều cao khoảng 12cm. Mặt trước phay nhôm, phay xước và chúng ta sẽ có một cái logo Sony được khắc chữ Chrome ở đây. Nút bật tắt nguồn, cái phần nhận tín hiệu hồng ngoại từ điều khiển, công nghệ giải mã DC độc quyền của Sony giúp khuếch đại tín hiệu của một bài hát ở chất lượng thấp lên chất lượng cao hơn. Chúng ta sẽ có cái núm xoay điều hướng, nút home quay về màn hình chính và back có thể quay lại trong những chỗ độ khác, hoặc là nút enter để chọn. Chúng ta sẽ có nút play cũng như là stop ở đây. Ngoài ra thì các bác sẽ có một cái tem của Hi-Res Audio, có nghĩa là cái con máy này sẽ giải mã được những file nhạc số từ WAV cũng như là FLAC trở lên. Tuy nhiên thì đối với HZ1ES của chúng ta thì đã chơi đến định dạng nhạc DSD 11.2 các bác nhá. Và cái con máy này như em đã nói ngay ở đoạn đầu video sẽ không hỗ trợ những kết nối bên ngoài như là từ TV, máy tính, đầu trục. Nó chỉ hoạt động trên cái nguồn nhạc số đã được nạp vào bên trong máy. Và cái cách để các bác có thể gọi những cái bài hát này ra thì các bác sẽ sử dụng bằng app ở trên điện thoại với app HDD Remote Audio, rất là tiện, rất là mượt các bác nhé.
Nói về cái app của cái app ấy, có nghĩa là người nhiều các bác sẽ không hiểu được cái app là cái gì. Cái app chính là cái phần mềm điều khiển ở trên điện thoại dành cho cái đầu máy này. Cái phần mềm đó thì khi các bác muốn dùng thì đầu tiên thì các bác phải kết nối mạng với chiếc Sony HZ1M này với mạng nội bộ của các bác bằng cách ấn vào nút Home. Sau đó chúng ta sẽ quay trở về cái phần setting, enter vào và enter luôn vào phần network setting, và chúng ta sẽ vào phần internet setting. Và chúng ta sẽ có hai cái cách để chúng ta kết nối mạng. Một là wireless, có nghĩa là mạng dây, còn wireless là mạng không dây. Thì bây giờ em sẽ kết nối không dây bằng cách ấn enter luôn. Và máy sẽ bắt đầu chạy cái trình khởi động kết nối mạng không dây. Rồi sau khi cái màn hình này hiển thị ra thì các bác vặn cho em cái nút này để quay cái xuống cái phần select access point và ấn vào enter vào. Rồi ở đây sẽ show tất cả những cái mạng mà xung quanh chiếc máy này nó bắt được. Bây giờ em sẽ lựa chọn cái mạng thanh tâm audio và ấn enter vào. Rồi chúng ta sẽ nhập mật khẩu nha. Bằng cách ấn enter một lần nữa và sẽ sử dụng cái xoay ở đây để chúng ta chọn mật khẩu. Và em sẽ chọn 1, 2. Rồi sau khi chọn xong chúng ta sẽ xoay phím này về cái phím, về cái biểu tượng OK ở dưới và ấn Enter. Và chúng ta sẽ xoay xuống biểu tượng Next và ấn Enter. Rồi để cho máy kết nối mạng. Rồi hiện tại máy đã báo wireless connection OK, internet access cũng là OK, thì các bác ấn enter. Rồi quay trở về home. Bây giờ chúng ta sẽ vào bằng chiếc điện thoại của chúng ta và ở trên điện thoại chúng ta cũng vào cùng cái wifi, vào cùng với wifi mà cái con máy này đang kết nối các bác nhá, vào cùng wifi con máy kết nối nhá. Và chúng ta sẽ tải cái phần mềm, đó là phần mềm HDD, các bác có nhìn rõ hơn này, HDD Remote Audio, HDD Audio này, ấn vào. Đó. Và sau khi ấn vào thì các bác đợi một chút, nó sẽ kết nối lại những cái hệ thống mà đã kết nối từ trước, hoặc là nó sẽ dò ra chiếc máy này ngay. Đây nó đang là Connecting Hub S1, có nghĩa là đang tìm kết nối tới con máy em để ở nhà. Tại vì là em cũng đang sử dụng một con máy này, Hub S1 ở nhà. Rồi đây chính là chiếc máy Hub Z1 ES. Địa chỉ IP của chúng ta là 192.168.0.169. Đó. Bấm chọn vào. Và nó sẽ sổ ra ngay giao diện chính đây. Vậy thì có nghĩa là khi các bác khai thác cái con máy này, tốt nhất nên các bác nên cài app ở trên điện thoại để khai thác cho nó dễ và đơn giản, trực quan, thao tác cực nhanh, không cần dùng đến điều khiển cũng như mặt máy. Ví dụ em chọn nhạc cho bác nghe xem, nghe thử nhá. Bây giờ em sẽ vào album. Rất nhiều album. Một ổ cứng 1T các bác nhé. Và có thể nâng cấp lên 4T. Đó. Hôm nay có một bác có nói chuyện với em, đó là rất thích con máy này nhưng mà lại sợ nó bị hỏng, nó có bền hay không. Thì cũng chia sẻ với các bác là em bán cái số lượng máy này thì để mà chia sẻ mà bảo bán 100 con thì nói điều. Nhưng mà nếu mà bán cái số lượng khoảng 15 đến 20 máy là có. Và chưa có một máy nào khách hàng phản hồi về cái máy này bị hỏng các bác nhá. Và rất nhiều khách hàng của em còn tự nâng cấp cái ổ cứng dung lượng cao hơn để lưu trữ được nhiều nhạc hơn. Vì thế các bác hoàn toàn có thể yên tâm. Đấy, các bác nhìn chưa? Chọn nhạc cực nhanh luôn. Đây. Bye.
thức bản nhạc Mưa Trên Phố Huế do Hoàng Oanh thể hiện với cái khả năng giải mã từ đầu Sony HZ1S. Như vậy thì với Sony HZ1S, tất cả kho nhạc số chất lượng cao nằm trong lòng bàn tay của các bác. Và hiện tại thì như hôm trước em có đăng một cái video là có, đó là cách mà em nghe nhạc hàng ngày. Không phải là cái thời gian mà em đang làm clip đây đâu, mà cái thời gian mà em thư giãn, em nghe nhạc ấy, thì em sẽ sử dụng những sản phẩm của Sony. Tất nhiên là không có điều kiện để chơi hẳn Sony HZ1S, để cho những hệ thống dân dụng thì em sẽ sử dụng chiếc đầu ampli Sony HS1 cũng được, cũng có cái tính năng này. Và đầu máy này với mức giá là 36 triệu, bác nào quan tâm tới thiết bị có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.